viêm mà viêm của bên mình nó là nó làm gân nhiều, loại viêm mà là của mình nặng 100 gram. Chị bán đây là đặc trưng cái gì cũng bự, huyết cũng bự, viêm cũng bự đó, cái bao đựng cũng bự luôn đó. Đặc biệt của mình nó là có giò, là giò là khoảng 2 lạng và viêm của mình cũng có lạng nữa, còn huyết cũng rất là to luôn. Ăn một tô bánh canh có thể to no được cả ngày. Đây nhiều khi mấy người mà mới quen mới ăn lần đầu á nói là trời ơi sao viên to quá vậy, xong cứ ăn cái không với chị đây chị nói không sao đâu em ăn chừng 3 lần em thấy cái viên này nó nhỏ lắm. Lần sau em đến em nói chị ơi lúc đưa viên bự cho em à. Chị tên Ngọc Hạnh, chị bán này hơn 30 năm. Chị bán từ 2 giờ đến 7 rưỡi. Chị đây là 29 Nguyễn Gia Nguyễn. Cái nghề này hồi xưa của má chị bán, xong rồi má chị mất để chị là chị bán. Cái bánh canh này là từ hồi xưa giờ của má mình bán như vậy. Cái viên lớn vậy mình phải đặt ra viên lớn mà làm gân cho mình nó ngon. Thành ra nhà mình quen bán như vậy, thành ra giờ mình bán cái viên lớn thôi. Hôm đó sinh nhật của sếp á, sếp nói là ai muốn ăn bao nhiêu cứ ăn, thì anh nói anh ăn 7 viên, có người ăn 5 viên, có mình anh nó ăn nhiều nhất. Tô bánh canh giò nữa chứ không phải 7 viên không. Khách mình đây là ăn bánh tô bánh canh mà 7 viên là bình thường, nữ ăn 2 viên 3 viên là bình thường. Người ta nói là cái viên này mình ăn người ta làm nó thơm hơn, thành ra khách đây là thích ăn màu viên nhiều hơn là giò.